Thưa quý vị, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, 100% học sinh tiểu học phải được học 2 buổi trên một ngày. Tỷ lệ này đã được đảm bảo ở hầu hết các quận huyện trên địa bàn thành phố, ngoại trừ quận Liên Chiểu. Đến nay, toàn quận mới chỉ có 75% học sinh tiểu học học 2 buổi trên một ngày. Đây là câu chuyện đã kéo dài nhiều năm nay, đòi hỏi cần có kế hoạch đầu tư nhanh và hiệu quả. Khi chỉ còn 2 năm học nữa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai ở tất cả các khối lớp ở bậc tiểu học. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trường tiểu học Phan Phu Tiên, phường Hòa Khánh Nam hiện có 41 lớp nhưng chỉ có 31 phòng học. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi trên một ngày chỉ đạt 56,1%. Sĩ số học sinh của lớp 1 lên đến 46 em trên một lớp, cao hơn 11 em so với chuẩn 35 học sinh trên một lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy đã có quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xây mới khối hiệu bộ, bộ môn và nâng tầng, nhưng đến nay, khi chỉ còn 3 tháng nữa sẽ bước vào năm học mới 2022-2023, quyết định vẫn chưa được triển khai. Thì trường chúng tôi có cái nguyện vọng thiết tha đó là sẽ thực hiện theo cái quyết định của 1254 của Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng nâng cấp khu hiệu bộ và nâng cấp phòng học. Nếu mà chúng ta không xây kịp trong hè này thì năm học 2022-2023 thì các em học sinh lớp 3 của trường tiểu học Phan Phu Tiên không đủ phòng học để 100% các em được học hơi buổi trên ngày. Đây là cái khó khăn mà nhà trường tôi đang rất là trăn trở và cũng đang xin ý kiến của các cấp để khẩn trương xúc tiến việc xây dựng nhà trường. Câu chuyện thiếu phòng học 2 buổi trên một ngày ở bậc tiểu học tại quận Liên Chiểu đã kéo dài nhiều năm nay khi cơ sở vật chất không theo kịp với sự tăng dân số cơ học. Nếu năm 2011 toàn quận có 12 trường tiểu học chỉ có gần 8.000 học sinh, thì 10 năm sau, năm 2021, số trường thêm 1, còn số học sinh đã lên tới hơn 16.000. Nhiều trường học cơ sở vật chất xuống cấp, phòng xây dựng theo tiêu chuẩn cũ, không có diện tích, bàn ghế phù hợp, trong khi sĩ số học sinh lại quá cao, trung bình từ 40 đến 50 em. Thì hiện nay khu đây là cái khu mà đô thị mới, dân cư thu hút về rất là nhiều, sĩ số học sinh thì tăng lên, cơ học thì nó rất là nhanh. Nhưng mà cơ sở vật chất thì số phòng học thì nó không tăng, do đó nó chỉ số học sinh ở mỗi lớp nó rất là đông, cho nên cũng rất khó khăn cho vấn đề dạy học của các cô giáo cũng như các trang thiết bị để trang bị vào trong lớp, nó cũng bị ảnh hưởng một phần nào. Để đạt mục tiêu 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi trên một ngày, nhiều năm qua việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu đã được thành phố và quận triển khai. Từ là một trường chỉ có khoảng 50% học sinh được học 2 buổi trên một ngày, hai năm qua, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã nâng tỷ lệ lên 100% sau khi được mở rộng. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng học, các trường học phải tận dụng phòng bộ môn. Điều này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy học, nhất là khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng đến phát triển kỹ năng cho học sinh. Thực ra thì về chất lượng học tập của học sinh thì nó cũng có cái phần hạn chế do cái số lượng cái sĩ số của học sinh là cao quá. Cho nên là nó sẽ hạn chế về cái việc là các thầy cô quản lý học sinh trong một lớp và tổ chức các cái hoạt động nhằm phục vụ cho cái nhu cầu học tập theo cái chương trình mới 2018. Thì hiện tại nhà trường có 2 cơ sở và trường đã có được 2 phòng tiếng Anh, 2 phòng tin học. Nhưng mà các cái phòng chức năng về mỹ thuật, về âm nhạc, về giáo dục thể chất thì vẫn còn thiếu. Theo kế hoạch, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành ở tất cả các khối lớp vào năm học 2024-2025. Điều này đòi hỏi việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị nguồn nhân lực phải được triển khai một cách nhanh chóng, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn. Câu chuyện thiếu phòng học 2 buổi trên một ngày cho bậc tiểu học ở quận Liên Chiểu không phải là chuyện mới, nhưng vẫn mang tính thời sự. Để học sinh tại đây có thể được hưởng thụ chất lượng giáo dục như học sinh tại các quận huyện khác trên địa bàn thành phố.